bông bông chiều, một đoàn quân thập hoang núi đi rừng, lặng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang, im trong chiều buông. Ra biên khu có một chiều sương âm u, âm âm chén khuấy mù, bao quan chiếm về đây hút hơi gió, là hồn người nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chí nuôi thâm hồn, muôn lời tiếng còn vang, hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sâu hận đòi lấp tan. Gươm anh linh đã bao lần đẫm máu, còn xác xây thành thời gian luôn vô tình. Rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ôi người chiến sĩ vô danh. Thank you.